cơ sở đồ gỗ Tùng Táng. Xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là mùng 6 tháng 6 năm 2020 và chúng tôi rất hân hạnh đón bá Hòa tại ở xã nào Vĩnh Phúc bá nhỉ? Bá ở xã Yên Thạch. Yên Thạch. Yên Thạch, Vĩnh Phúc, sông Lô Vĩnh Phúc. Bá về ký duyệt hộ sập hộ Vĩnh Phúc. Mời chúng mày quý vị đây hình ảnh bá Hòa đây. Thì lần trước là chúng tôi đã bàn giao cho bá và lắp đặt gia đình một bộ cuốn thư tương đối rồi. Này bà tiếp tục về mua sắm thêm những sản phẩm sập ngồi nữa. Thì chiếc dạ sập đấy. Ký tên ký luôn. À chụp ảnh rồi gì? Chụp ảnh rồi. Thế là được rồi. Ký tên là đấy cái anh nhỉ? Ký tên luôn là cái dạ này bác. Vâng. Cái gì đó? Ai bảo có ký tên là sao lại mà. Ừ. Cái dạ này là cái khác ở trong nó rồi. Theo tôi đang quay trực tiếp ở phía bên ngoài xưởng cơ sở sản xuất chúng tôi đây nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng các loại đồ gỗ sập vụ, tủ tre, cái nội thất phòng khách phòng thờ. Thứ bên trong kia là cái khu phân xưởng sản xuất chúng tôi nha. Đó thì, đây là chi tiết chiếc dạ sập ở Hòa đây. Hàng rất là đặc sắc, đục chạm sắc nét tinh bong, đục chạm tinh bong sắc nét, chất liệu vũ vụ. Đây gọi là mẫu. Chưa chưa. Về nhá. Về nhá. Đây tôi quay chi tiết hơn quý vị nhé. Chính giữa là có hai đôi chim đẻo này và có hoa mai như là rơi hiện chữ thọ. Đó, quên chìa khóa. Bây giờ cứ ra rẽ trái là đi về bác ạ. Vâng vâng. Bên trong này chúng tôi có một chiếc sập Vĩnh Phúc, nhưng mà hàng nó thực trạng thì mới còn tương đối hơn, giá thành sẽ hợp lý hơn. Còn chiếc cơ sập của bá Hòa này là hàng là chúng tôi hàng tuyển chọn, hàng đục chạm sắc nét như là gỗ chọn lọc quý vị nhé. Giá thành nó sẽ cao hơn là những cái sập thông thường thôi. Rất là đẹp, đục chạm đây. Khi nào chúng tôi hoàn thiện đi, chúng ta sẽ quay lại video clip để giới thiệu đến mọi người sau. Tôi xin chào mọi người nhé.